bị. Dựng rạp rằm tháng 8 nha bà con cô bác. Đây Ford 4610. Dựng rạp sớm ta. Nay dựng sớm chuẩn bị rầm lớn. Dựng rạp bay tới rầm rồi đi trong rồi. Bà con cô bác nha, chúc bà con cô bác ngày mới vui vẻ. Để tiếp tục đi ghi hình cho bà con cô bác xem là báo Hồng Từ và Thánh Tây Ninh đang chuẩn bị dựng rạp, rạp lễ rằm tháng 8 tháng thu rạp vô. Đang đi ra thôi. Mình
họ đảo Gò Dầu. Isuki 2810.
dầu lên.